xin chúc mừng 20 chị đẹp đã an toàn tiến tới công diễn thứ ba với chủ đề chuyến tàu thời gian. Và chuyến tàu thời gian của chúng tôi sẽ đưa các bạn quay trở về với những tháng năm thanh xuân, với những vui buồn, thành công, thất bại. Thanh xuân của Quyên là đầu tắt mặt tối với công việc, không có thời gian để yêu đương hẹn hò. Ở đâu mời Quyên cũng đến hát hết. Từ những vùng núi, từ những cái mỏ than xa tít mù khơi, những cái tháng vất vả đó, nó tôi luyện cái ý chí, cái sự không quản ngại khó khăn. Và trên quãng đường của con tàu đó, biết đâu rằng chị đẹp đạp gió rẽ sóng cũng trở thành một phần thanh xuân, để sau này các bạn sẽ nhìn lại chúng ta đã có một thanh xuân đẹp như vậy. Thanh xuân sẽ là những cái kỷ niệm vô cùng là khó quên đối với cuộc đời của mỗi người. 20 chị đẹp chia đều thành 4 nhóm 5, tương ứng với 4 bài hát. Chúng ta hãy cùng theo dõi. Hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ. Mới gì luôn á hả? Lời ca mẹ ru ơi, từng đêm hè rơi sóng trời, thằng em đòi cho cống con cưới. Ba ra thì ra ra. Đi đi đi. Sao bài lạ không vậy ta? Rồi, giọng ngọt quá. Và sau đây sẽ là màu hồng chủ nhật. Latin rồi. Đấy em đấy. Em đấy, em thích Latin kìa. Bolero đó từng 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 từng. Mưa phi trường với ước gì? À mát shop hả? Ủa bài này hay quá rồi. Hôm nay đi bên ai rất xa. Thôi tôi mình vào mát shop đi. Sao rơi dưới mái trong tôi. Bà nhớ kéo tôi chưa? Bà này nhảy ác đấy. Đùa đâu. Bà này được đấy. Ok. Đúng rồi, không vậy? Em phải về bài này. Thôi. Cuộc rồi kìa. Olala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quan Show và ứng dụng Olala thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.